Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Barack Obama đã công bố một quyết định lịch sử chấm dứt 50 năm thù địch với Cuba để mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ và mở cửa đại sứ quán Mỹ ở Havana. Các nghị sĩ đảng Cộng Hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện John Boehner, bày tỏ lo ngại về những hành động này và nói xét lại quan hệ với chế độ Castro là điều không nên, huống hồ là bình thường hóa. Hãng phim Sony Pictures đã hủy công chiếu bộ phim hài The Interview sau khi những chuỗi rạp chiếu phim lớn ở Mỹ quyết định không trình chiếu. Một nhóm tin tặc tình nghi là của Bắc Triều Tiên đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Sony và cảnh báo công chúng tránh xa những buổi chiếu phim này. Các nhà lập pháp bang New York sắp cấm kỹ thuật khoan dầu fracking, dùng thủy lực để làm nước gãy tầng đá, sau khi một báo cáo được công bố nêu bật những nguy cơ về sức khỏe và môi trường. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.